Sáng nay, tỉnh ủy Điện Biên phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025. Dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Tại buổi lễ, hai bên cùng ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 trên 3 nội dung về công tác tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất con người Điện Biên, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh Điện Biên. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, trưng bày giới thiệu sách về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Điện Biên. Về thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn, sẽ tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả sách của đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn theo chủ trương của Ban Bí thư, đẩy mạnh hoạt động xuất bản sách lý luận chính trị theo các nhiệm vụ quy định tại chỉ thị số 44 CTTVK. Đối với hoạt động biên soạn phát hành sách, sẽ tổ chức các hoạt động nghiên cứu biên soạn, biên tập, biên dịch, xuất bản, phát hành sách, tài liệu và số hóa các xuất bản phẩm, tài liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử địa phương, tủ sách chi bộ điện tử, tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phối hợp xuất bản sách. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao tặng sách và một số kỷ vật cho tỉnh Điện Biên.